Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Thời gian qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người được cho là vợ của Châu Khải Phong. Kèm theo hình ảnh là thông tin anh đã đối xử tệ bạc với vợ con như đánh đập, bỏ rơi. Sau thời gian im lặng trước tin đồn đánh đập và bỏ rơi vợ con, giọng ca ngắm hoa lệ rơi lần đầu tiên lên tiếng. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Trả lời phóng viên về ồn ào về mình, Châu Khải Phong lý giải, đó là những tin đồn không hoàn toàn đúng sự thật. Không có chuyện tôi ham chơi, quên gia đình đánh đập vợ con. Tôi cho rằng một số người không tốt tung tin sai sự thật về gia đình nhằm làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Nhưng tôi tin sự thật sẽ luôn thắng. Từ xưa đến bây giờ tôi luôn cố gắng làm mọi việc bằng cái tâm của mình. Trả lời thắc mắc của phóng viên, hình ảnh cô gái và em bé lan truyền trên mạng có phải là vợ con của anh? Nam ca sĩ bày tỏ, tôi chỉ muốn nói rằng mình là người có trách nhiệm với gia đình và cuộc sống, công việc. Tôi không muốn những người mình yêu thương bị lôi vào ồn ào này. Những người làm sai cũng đã nhận ra cái sai của mình. Anh từ chối đề cập đến những thông tin từ dòng trạng thái của người tố cáo mình, nhưng khẳng định bản thân luôn sống có tâm với nghề, giữ chữ hiếu với gia đình, có trách nhiệm với mọi việc mình làm. Châu Khải Phong tâm sự, những ngày qua anh bị sốc, căng thẳng trước những tin đồn vô căn cứ. Nam ca sĩ cho rằng bản thân chưa bao giờ dùng scandal để nổi tiếng. Anh luôn mong khán giả đón nhận và đánh giá mình qua những sản phẩm âm nhạc hơn là chuyện đời tư. Trước đó, một tài khoản đăng ảnh bên Châu Khải Phong kèm lời tố anh bội bạc. Người này viết, đây từng là một gia đình có cả bố và mẹ con của chúng mình nhé. Nhưng từ hôm nay, con mình sẽ không có cha và mình sẽ là mẹ đơn thân. Thần tượng của các bạn trẻ đây, hôm nay tôi sẽ kể hết câu chuyện của tôi cho cả nhà hiểu con người thật của ca sĩ mà mọi người yêu mến nhé. Sống nhịn nhục khổ sở rất lâu rồi, biết là đưa lên xấu mặt mình với gia đình mình nhưng sức người có hạn. Trong một chia sẻ sau đó, cô tiết lộ Châu Khải Phong quen người phụ nữ khác ngay từ lúc quen mình. Sự việc đã kéo dài 4 năm nhưng cô bỏ qua. Nhiều lần cô đã bắt gặp nam ca sĩ nhắn tin gạ tình, rủ người khác đi khách sạn. Gần đây cô kể anh thường xuyên đánh đập, kiếm chuyện với mình. Dù con trai mới 2 tháng tuổi nhưng Châu Khải Phong đuổi mẹ con cô về quê. Bài đăng đã được gỡ bỏ sau khi gây tranh cãi trên mạng xã hội. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.